Thầy xin chào tất cả các em, các thành viên của trang tài liệu thi viên chức giáo dục. Xin mời các em đang ở trên mạng chúng ta cùng vào trang để thầy trao đổi các thông tin về kỳ thi viên chức giáo dục ở các địa phương. Và một kỳ thi thông báo mới nhất thì chúng ta biết rồi, đó là thông tin địa phương của Vĩnh Phúc thi tuyển dụng hơn 800 giáo viên tiểu học, trung học cơ sở. Chúng ta thấy là theo văn bản số 1044 của Ban dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành ngày 24 tháng 2 năm 2020, thì trong tháng 4 năm 2020 thì tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tuyển, cụ thể là sẽ tuyển 49 chỉ tiêu và thi tuyển là 798 chỉ tiêu giáo viên tiểu học và trung học cơ sở. Thì đối với việc xét tuyển 49 chỉ tiêu giáo viên thì sẽ thực hiện theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định 140 năm 2017 của Chính phủ, và cũng là theo đăng ký của Ủy ban nhân các huyện, thành phố thì chỉ tiêu xét tuyển là 49, khối tiểu học thì là chiếm 42 chỉ tiêu. Trong đó thì 29 giáo viên văn hóa, rồi 4 giáo viên tin học, 6 giáo viên tiếng Anh và 3 giáo viên thể dục. Ở khối trung học cơ sở thì xét tuyển 7 chỉ tiêu, gồm 2 giáo viên toán, 1 giáo viên lý, 1 giáo viên văn, 1 giáo viên sử, 1 giáo viên tiếng Anh, 1 giáo viên địa. Đối tượng này đủ điều kiện để xét tuyển đó là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở đại học trong nước hoặc nước ngoài, được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập rèn luyện xuất sắc các năm học ở bậc đại học trong độ tuổi được quy định tại điều 1 của luật thanh niên tính đến thời điểm hồ sơ dự tuyển, đồng thời đáp ứng các điều kiện như là đạt giải 3 cá nhân trở lên một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, rồi đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc là bằng khen trở lên các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc các môn khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh, tin và khoa học xã hội, văn, sử, địa, ngoại ngữ trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông, rồi đạt giải 3 cá nhân trở lên về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc là quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học, và đạt giải 3 cá nhân trở lên tại các cuộc thi Olympic thuộc một trong các môn là toán, lý, hóa, tin, cơ học và các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận. Và nội dung xét tuyển đây thì gồm sẽ là xét kết quả học tập và phỏng vấn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian là 30 phút. Điểm phỏng vấn thì được tính theo thang 100 và người trúng tuyển thì có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên và xét theo thứ tự là từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu thì thôi, đúng không ạ? Và trường hợp mà có hai người trở lên có điểm phỏng vấn bằng nhau thì người có kết quả điểm học tập toàn khóa cao hơn thì được tuyển dụng. Trường hợp mà vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sẽ quyết định người trúng tuyển. Và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố sẽ lập hội đồng tuyển dụng để tổ chức xét tuyển viên chức theo quy định, căn cứ vào dự thảo kế hoạch chỉ tiêu, cơ cấu xét tuyển của từng địa phương đã được Sở Nội vụ thẩm định. Đấy thì chúng ta thấy liên quan các nội dung quy định về việc xét tuyển, đó đúng không ạ? Đó, theo quy định về chính sách thu hút, theo nghị định 140, rất là rõ năm 2017 của Chính phủ, đó là 49 chỉ tiêu về xét tuyển ở Vĩnh Phúc. Còn đồng thời thì Vĩnh Phúc cũng tổ chức việc thi tuyển 798 chỉ tiêu giáo viên. Đây là cơ hội rất lớn cho tất cả các bạn ở Vĩnh Phúc, đúng không ạ? Lâu rồi chúng ta thấy là tỉnh Vĩnh Phúc chưa tuyển dụng, thì việc tuyển dụng sẽ tuyển dụng tối đa chỉ tiêu biên chế mà được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, nhưng trong năm vừa qua chưa sử dụng. Và tổng số dự kiến sẽ là 798 chỉ tiêu. Trong đó thì khối tiểu học là tuyển 678, đấy tiểu học là rất đông, đúng không ạ? Và vị trí việc làm với giáo viên tiểu học hạng 4, mã số chúng ta thấy là V.07.0309, đúng không ạ? Rồi khối trung học cơ sở thì tuyển 102 chỉ tiêu, với vị trí việc làm là giáo viên trung học cơ sở hạng 3, đúng không ạ? Mã số V.07.0412. Thì chúng ta thấy số lượng chỉ tiêu cụ thể của từng huyện, thành phố thì do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Dục Đào tạo, thống nhất theo đề nghị của Ủy ban các huyện, thành phố. Các em lưu ý là cái điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ấy, thực hiện theo quy định tại điều 22 của luật viên chức 2010. Giáo viên tiểu học hạng 4 thì có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học hoặc cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy. Giáo viên trong cơ sở hạng 3 thì phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc là có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở. Đấy là chúng ta về trình độ chuyên môn. Tiếp theo là chúng ta thấy là những người dự thi thì phải có đạt trình độ về ngoại ngữ bậc 2 em nhé. Đấy, nhiều bạn nhắn tin hỏi thầy về liên quan về chứng chỉ ngoại ngữ này, thì em nhớ là chúng ta dự thi thì phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2, nghe theo khung năng lực 6 bậc dùng cho người Việt Nam đấy.
Thế là tuy là đấy là ngoại ngữ các em nhá. Đấy gọi là A2 đấy đúng không ạ? Rồi có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định, đó, theo thông tư 03/14 Bộ Thông tin Truyền thông. Đối với giáo viên tiếng Anh thì trình độ thứ hai là phải đạt bậc 2 trở lên theo quy định tại thông tư số 01/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và chúng ta thấy cái việc quy đổi, chúng ta thấy theo khung châu này sẽ được quy đổi ngoại ngữ chứng chỉ về ngoại ngữ tin học thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3755 của Bộ Giáo dục Đào tạo đấy, đúng không ạ? Về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học thì chúng ta thấy cụ thể đây để các em nắm bắt được các thông tin về quy đổi chứng chỉ các em nhé. Với chứng chỉ AA1 thì sẽ tương đương bậc 1 các em nhé. Đấy, chứng chỉ AA1 tương đương bậc 1. Chứng chỉ B và A2 thì tương đương bậc 2. Chứng chỉ C và B1 thì tương đương bậc 3. Đấy, ý này chính là các cái chứng chỉ mà A, B, C trước ngày 10/1/2020. Đó thì thầy nhắc lại liên quan đến việc quy đổi. Đây là thông tin rất là bổ ích với chúng ta để chúng ta nắm bắt được dự thi, đúng không ạ? Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học thì được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo tại công văn 3755 ban hành ngày 3/8/2016 của Bộ Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học các em nhé. Thì cụ thể với chứng chỉ A, A1 thì tương đương với bậc 1. Đấy, A1 là tương đương bậc 1. Rồi chứng chỉ B và A2 là tương đương bậc 2, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là rất là rõ, B và A2 là tương đương bậc 2. Chứng chỉ B cũ đấy, đúng không ạ? Rồi chứng chỉ C và B1, C trước đây đấy, đúng không ạ? Và B1 hiện nay khung châu tương đương thì chúng ta thấy là gì? Bậc 3. Đấy là với các chứng chỉ A, B, C là cấp trước ngày 10/1/2020 các em nhá. Thì các em lưu ý điều đó. Với chứng chỉ các trình độ mà trình độ chứng chỉ tin học, đấy là ngoại ngữ đúng không ạ? Còn với chứng chỉ tin học mà trình độ A, B, C đã được cấp cho các khóa học khai giảng từ ngày 10/8/2016 trở về trước thì được coi là tương đương với trình độ công nghệ thông tin cơ bản các em nhá. Em lưu ý về quy định về chứng chỉ tin học, đó là chứng chỉ tin học trình độ A, B, C đã cấp hoặc là cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 10/8/2016 trở về trước thì được coi là trình độ tương đương với trình độ công nghệ thông tin cơ bản, nghĩa là liên quan đến thông tư chứng chỉ kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đấy của thông tư 03/2014 của Bộ Thông tin Truyền thông ấy, đúng không ạ? Còn tính từ mốc từ ngày 11/8/2016 đến nay thì yêu cầu phải có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin Truyền thông em nhá. Đấy, từ ngày 11/6/2018 đến nay thì yêu cầu phải có chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại thông tư số 03/2014 của Thông tin Truyền thông. Và chúng ta nhớ về quy định việc thi thì chúng ta thấy là việc quy định thi tuyển dụng này thì với việc thi tuyển thì chúng ở tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta thực hiện theo tinh thần của nghị định 161/2018 em nhé, là tất cả các ứng viên đều trải qua hai vòng thi. Vòng 1 chính là vòng trắc nghiệm trên giấy với 3 phần thi. Đấy, phần thi thứ nhất là phần kiến thức chung, đúng không ạ, với 60 câu hỏi. Phần thi thứ hai nữa là gì, là ngoại ngữ 30 câu hỏi. Và thứ ba là tin học 30 câu hỏi. Chúng ta trên giấy thì chỉ 3 câu hỏi. Các địa phương Pháp họ chọn thi liên quan đến trên máy thì chỉ là 2 thôi. Vâng, bạn Soan Lê là thấy chứng chỉ anh tin của em là B cấp 114 của trung tâm tin học thì có được thi hay không? Cái này thì liên quan trung tâm, là trung tâm nào cụ thể nó có danh sách đây em Soan Lê nhá. Thì em có thể gửi tin chứng chỉ đó qua Facebook của thầy để thầy kiểm tra cho em, đúng không ạ? Đó thì nội dung quy định các em cần phải nắm bắt được nhá. Chúng ta không nên sử dụng các chứng chỉ mà không được theo quy định hoặc là chứng chỉ giả các em nhá. Đó thì sau này có kết quả thi thì chúng ta không được cấp nhận, được công nhận các em nhá. Đấy, cái chứng chỉ rất là quan trọng. Vâng. Vâng, bạn Chu Thị Anh Nguyệt là thầy cho em hỏi có bằng đại học ngoài sư phạm mà có nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp thì có được dự thi vào được em nhá. Thì chúng ta thấy có chứng chỉ tương đương rồi là được, đúng không ạ? Theo quy định của luật giáo dục 2005 và sửa đổi 2009 thì chúng ta thấy là rõ với vị trí mà giáo viên trung học cơ sở thì chúng ta thấy là có bằng về chuyên môn có bằng cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng, đúng không ạ? Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ở đây thì em lại có bằng đại học rồi, đúng không ạ? Nó vượt chuẩn rồi, đúng không ạ? Và nó phù hợp sau này của em thì theo luật giáo dục 2019 ấy thì chúng ta thấy là rất là rõ nhá. Thì với giáo trình độ giáo viên mầm non là cao đẳng sư phạm, còn với giáo viên tiểu học trở lên là chúng ta có bằng đại học rồi thì em trung học cơ sở đáp ứng rồi. Và bạn Nguyễn Công Hiệp thầy nói là em nói là thấy Bắc Giang thi hai vòng, hiện tại thầy chưa nắm được thông tin này. Còn với hiện tại với Vĩnh Phúc thì chúng ta thấy là nêu rất rõ rồi trong công văn thông báo ngày 24/2 vừa qua thì chúng ta thấy là các bạn Vĩnh Phúc thì sẽ thi hai vòng thi, đúng không ạ, mà thi 3 môn. Cái này rất giống các bạn Hải Dương, đó là thi phần kiến thức chung đúng không, 60 câu, tiếng Anh 30 câu và tin học 30 câu, chúng ta thi trên giấy.
Thế còn lại các địa phương thi trên máy giống như Hà Nội thì họ chỉ thi hai môn thôi, đó là kiến thức chung và tiếng Anh chứ không thi tin học. Thì các em biết là có thể các em xem trên trang tài liệu của trên trang tài liệu của viên chức giáo dục thì các em biết là thầy là người dạy về luật phần kiến thức chung cho các bạn. Thì thời gian vừa qua rất nhiều các bạn dự thi ở Vĩnh Phúc và các địa phương khác, đặc biệt Vĩnh Phúc trong thời gian này thì đăng ký rất nhiều các khóa học online của thầy. Còn thời một số bạn cũng có mong muốn là mời thầy về dạy trực tiếp thì thầy đang dự kiến là sang tuần tới có thể về dạy cho các bạn ở Sông Lô và ở Vĩnh Yên. Thì nếu qua qua buổi trao đổi ngày hôm nay, nếu mà các em có mong muốn học các lớp online, nghĩa là học trực tuyến đấy, đấy như thầy đang trao đổi như thế này, nhưng mà đấy là lớp riêng, các em được đăng ký chuyển khoản rồi gửi email cho thầy, thầy gửi tài liệu và cấp quyền cho các em vào học, khai thác các bài giảng, được thầy hướng dẫn các từ khóa, chữa bộ đề, thực hành các bộ đề, đấy là lớp online. Thì với các khóa học online của thầy thì học phí giá gốc sẽ là 900.000 các em nhé. Còn với các em khi có các mời được các bạn cùng đăng ký cùng thì thầy sẽ giảm từ 2 đến 4 bạn thì thầy sẽ giảm 30% phí, nghĩa là các em chỉ đóng 630.000 thôi. Còn với các em mà có nhóm bạn đăng ký với nhau từ 5 bạn trở lên thì thầy giảm 50% học phí, có nghĩa là các em chỉ đóng 450.000. Cái khóa học online của thầy thì học đến khi thi thì thôi nhá, học đến tận ngày thi, không giới hạn số buổi. Và một tuần thì thầy sẽ tương tác trực tiếp hướng dẫn dạy cho các em là 3 buổi trên tuần. Còn như các bạn Hà Nội sắp tới thi thì thầy sẽ tăng cường số buổi hàng ngày để trao đổi hướng dẫn cho các bạn. Thì đấy là một cái hình thức học rất là phù hợp với các em. Và học đó thì chúng ta thấy là học trên lớp online thì video học xong lưu lại nha, các em học đi học lại nhiều lần. Đó thì chúng ta cũng đều muốn chia sẻ. Đặc biệt ngày hôm nay nếu các em đăng ký khóa học của thầy nhá thì chúng ta em có thể sẽ được ưu đãi giảm giá 50% khóa học. Có nghĩa là các em chỉ đóng 450.000 thôi. Và bạn Xuân Lê vào trung tâm Bình Tiên thì Bình Tiến thì thầy cũng chưa nghe, nhưng mà để chắc chắn thì em có thể gửi cho thầy nhá, vì nó có cái danh sách của các cái trung tâm được chấp nhận. Vâng, đấy thì thầy cũng một số các bạn đã tập hợp gần 30 bạn rồi. Đó thì thầy sẽ cố gắng để về dạy cho các em. Thầy cũng hiểu vì chúng ta thấy là các em thử các cái văn bản, chúng ta thấy đọc xem từ văn bản luật viên chức, luật giáo dục 2005, sửa đổi 2009 hay là nghị định 27, nghị định 29, nghị quyết 29. Đúng rồi, các điều lệ của trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học đấy. Các em có thể xem, hoặc là quyết định số 16 về đạo đức nhà giáo chẳng hạn, những văn bản như thế các em xem. Thì nếu mà các em không phải là người dân luật thì rất là khó, đúng không? Chúng ta thấy chúng ta đọc văn bản, chúng ta đọc thì không biết là tách ra ý ở đâu, từ khóa nó chỗ nào, dạng câu hỏi thế nào. Thì hôm vừa rồi thầy về dạy cho các bạn ở Hải Dương ấy, các bạn cụ thể là có 2 tuần thầy về Hải Dương, nghe thành chia thành 2 đợt. Đợt 1 thì thầy về Thanh Miện vào thứ tư thứ năm tuần trước, dạy cho các bạn 2 ngày. Vì giới hạn của Thanh Miện thì chỉ có 3 văn bản thôi, đó là luật viên chức 2010, luật giáo dục 2005 và nghị quyết số 29. Mà trong các cái văn bản đấy họ giới hạn theo chương, đấy thì nó ngắn hơn rất nhiều. Đấy thì ta thấy là với Vĩnh Phúc thì thầy nghĩ sẽ số lượng văn bản sẽ nhiều hơn. Nên thầy dự kiến dạy 4 ngày cho các em các văn bản chính theo cái khung hiện nay, để thầy luôn lấy cái văn bản của các bạn Hà Nội làm chuẩn để hướng dẫn cho các em. Thì rất là nhiều bạn cũng đã gửi tin nhắn và đề nghị thầy, thì thầy cũng đang sắp xếp làm sao để hỗ trợ cho các em ở Vĩnh Phúc. Vì chúng ta thấy rồi, cái lịch thi của chúng ta với các bạn Vĩnh Phúc thì vòng 1 là ngày 18, 19 tháng 4, đúng không ạ? Thấy rất là rõ, hay tổ chức vòng 1. Còn vòng 2 thì chúng ta thấy là vào ngày 29, 30 tháng 5, các em nhớ. Vâng. Vâng. Em Chu Lụa, em thấy có bạn bảo là được, có bạn bảo không nên hoang mang. Thì cái này em phải gửi cho thầy nhá, chứng chỉ A2 đọc sư phạm Hà Nội 2 thì là được rồi em nhá. Vâng, chứng chỉ sư phạm 2 thì là được em ạ. Vâng, các trường một trong những trường được em nhá. Thì em yên tâm. Còn có chỗ đấy bạn nào bảo là cái trung tin học Bình Tiến thì thầy nghe hơi lạ, thì thầy muốn được kiểm tra lại. Đó thì chúng ta thấy cái việc quy đổi nhá, vẫn đảm bảo các cái danh sách các cái trường, các trung tâm được phép. Đấy thì chia sẻ với các em như thế. Thì thầy đang chia sẻ liên quan đến cái việc đăng ký khóa học. Các em có thể học khóa học online của thầy, đó phần kiến thức chung các em nhá. Đó thì chúng ta thấy 3 môn thì thầy sẽ dạy phần kiến thức chung. Chúng ta thi 60 câu đấy, mà điều kiện là chúng ta phải qua được 30 câu. Cái 30 câu này chúng ta thấy là cũng, nếu mà chúng ta không học cũng rất là khó, rất nhiều bạn trượt. Như đợt trước Hà Nội thi đợt trước ấy, đấy nhiều bạn sau mà thi trượt rồi mới nhắn tin cho thầy bảo giá như đợt đấy em đăng ký học thầy thì là đỗ rồi đấy, vì các bạn học thầy là đều đỗ cả và đỗ cao đấy. Thì chúng ta cũng có thể là vì lý do chúng ta nghĩ là luật nó là văn bản tiếng Việt nên chúng ta có thể tự học được. Nếu mà các em có đủ những cái gì đó nó phương pháp chúng ta có thể tự học được thì cũng rất là tốt thôi. Thầy thì cũng rất là luôn luôn cổ vũ động viên, nhưng chúng ta thấy là với một môn học thầy nghĩ rằng ai cũng vậy thôi, lĩnh vực nào, ví dụ trong lĩnh vực luật này thầy là thầy của em,
ai đúng không? Những vực khác thầy là học trò, các em không ai giỏi hết tất cả, thì ai biết được cái gì đó thì hướng dẫn chia sẻ và chúng ta giúp chúng ta, học nhanh hơn. Thầy là người biết thì những vực này thì thầy giúp em đi nhanh hơn, thì em dành thời gian để tiết kiệm chúng ta học những cái về vòng 2 đúng không, dành thời gian vòng 2 chúng ta yên tâm hơn. Thế như vừa rồi thầy xuống dạy cho các bạn ở thành phố lớp gần 100 người, chính xác là 84 bạn. Đấy, thì các bạn học xong em bảo lấy vỡ ra, đúng là không có thầy xuống thì bọn em không biết học thế nào. Gần một tháng các bạn có ấy, nhưng mà khi đăng ký vẫn hoang mang, không biết là tìm ở đâu cả và học cách học như thế nào. Văn bản thì chúng ta thể đao trên mạng rất là nhiều, thậm chí là các bộ đề các em cũng có thể đao về, nhưng mà chúng ta thấy là cái bộ đề đấy thực ra là họ đấy là chỉ là free chia sẻ đúng không, có thể đúng hoặc không đúng, mà rất nhiều các bạn gửi và đưa ra là các tài liệu trên mạng có thể mua một số ấy, nhưng mà chúng ta họ chỉ có biết thế thôi, nhưng mà chia sẻ mà, hoặc là các em có thể mua, người bán ấy họ có hiểu gì về luật đâu đúng không, đáp án có thể sai. Nên là chúng ta học một cái văn bản không có người chỉ đường ấy, chúng ta thấy đúng không ạ? Dụ như thầy về Vĩnh Phúc chẳng hạn, đúng không? Về sắp tới Vĩnh Yên, thầy không phải người bản địa ở đấy thì chắc chắn là thầy đi lạc, hoặc là để hỏi được thì đi rất là lâu. Đấy, chúng ta thấy là ai vậy nó thông thuộc, thì cái này chúng ta thầy là người trong lĩnh vực này đã dạy dỗ nhiều năm, các lĩnh vực này ôn thi viên chức công chức đúng không? Và cũng đã dạy đã đạt những thành quả nhất định thì hướng dẫn cho các em thì các em đỡ vất vả hơn. Đó là chia sẻ với các em như thế. Và bạn Mỹ Hiếu cũng mong muốn đăng ký khóa học thì em nhắn tin vào Facebook của thầy. Đấy, Facebook thầy đang trao đổi trên trang này, thì để buổi tối ngày hôm nay để được giảm 50% học phí, có nghĩa em chỉ phải đóng 450.000 thôi, còn không thì hôm sau em mới đăng ký thì em để được giảm thì lại phải tập hợp nhóm từ 2 đến 4 người mới được giảm 30%, từ 5 người trở lên mới được giảm 50%. Và bạn Chu Thị Ánh Nguyệt thì có thể đăng ký lớp Vĩnh Phúc, bây giờ rất đông và gần 400 bạn học. Và chúng ta thấy là học trên lớp online nó một nguồn tài nguyên. Đấy, mọi người thì vẫn tư duy học truyền thống là thầy ơi thế thì vào em học như thế nào. Chúng ta thấy là giống như một cái trang này thôi, đúng không? Trên lớp Facebook này. Nhưng mà vì thầy là tạo một lớp nhóm riêng tư, những bạn mà đăng ký khóa học, đúng không ạ? Đăng ký chuyển khoản cho thầy, rồi thầy gửi tài liệu bộ đề cho em vào email, rồi các em được vào đó được thầy hướng dẫn học các video bài giảng, học về từ khóa, thực hành các bộ đề, chúng ta được ôn luyện thực hành, được hướng dẫn, được biết chỉ chúng ta chọn app nào đúng, tại sao chọn app nào là không đúng, chúng ta hiểu biết được để giúp ta nhớ để làm thực hành. Vì các em nhớ đây là một kỳ thi, đi thi thì có phải có người loại đúng không, loại thì chúng ta phải có kiến thức để thi đấy, còn không thì ta không muốn bị loại thì chúng ta phải học đó. Thì chúng ta thấy là thì thầy với tư cách là người biết giảng dạy và hỗ trợ cho các em thì muốn truyền đạt những cái gì tốt nhất cho các em, đúng không ạ? Những cái gì nó chuẩn chỉ nhất thì cái này có em thể tham khảo trên trang tài liệu, thì các em thấy là các bạn học thầy đã đạt được cái thành quả là như vậy. Thì các em mong muốn học thì thầy sẽ hỗ trợ cả lớp online và offline đó. Thì hai lớp hiện tại lớp offline thì các bạn ở chỗ Sông Lô thì đang đăng ký và tập hợp các bạn, rồi ở chỗ Vĩnh Yên trong tuần tới thầy sẽ dự định về hai địa danh, hai địa phương của Vĩnh Phúc, đúng không ạ? Đó là Sông Lô và chỗ Vĩnh Yên đó, thì cũng muốn để hỗ trợ cho em kịp thời thì thầy sẽ dạy 4 ngày em nhé, mỗi lớp là 4 ngày để hỗ trợ cho các em. Thì các em có mong muốn nguyện vọng đăng ký học khóa trực tiếp thì các em để nhắn tin cho thầy. Khóa học trực tiếp 4 ngày thì thầy lấy kinh phí là 800.000 một cá nhân, nếu các em đăng ký từ 2 đến 4 người thì thầy giảm cho 750.000, nếu còn các em đăng ký từ 5 người trở lên thì thầy giảm cho các em là còn 700.000. Đó nên chia sẻ rất thành thành đó. Thì với các em mong muốn học thì thầy sẽ hỗ trợ để về hướng dẫn cho các em kịp thời các em nhá, để tránh khi lên gần thi mà chúng ta mới đầu mới vác chân lên cổ với chạy thì thầy sợ là kịp, một lúc 3 môn rất là khó, cho thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Đấy, hôm nay thì chúng ta thấy là đã mùng 2 tháng 3 rồi, theo quy định thì chúng ta thấy ngày 27 tháng 3 là sở sẽ cho giới hạn, nhưng lúc đấy có giới hạn mà đến ngày 18-19 thi, lúc đấy nó khoảng hơn 20 ngày một tí, gọi cho 21 ngày, 27-21 ngày đi, thì một lúc chúng ta dồn ép 3 môn thì rất là khó. Đấy, thì cái giới hạn ôn tập của thầy thì trong thời gian vừa qua các địa phương thì các bạn học thầy là biết rồi, đấy rất là trùng với cái khi sở ban hành, như vừa rồi Hà Nội cũng vậy là trùng tới 90%, và đấy thì ngay Hải Dương cũng thế, thì rất là trùng khớp và chúng ta kịp thời để học, chúng ta học dần trước có thời gian đi thì các em rất thuận tiện, chúng ta có ổn định được vòng 1 chúng ta sẽ dồn sức nữa cho vòng 2. Nhưng còn đến gần ngày thi vòng 1 mà chúng ta vòng 1 cũng chưa có kiến thức gì cả, đúng không ạ? Rồi đến sau qua đấy là sẽ đến vòng 2, vì chúng ta biết vòng 2 của các em hơn 1 tháng sau ngày thi vòng 1, đúng không ạ? Đấy, mà chúng ta thi 1 xong háo hức chờ đợi cái kết quả, đúng không? Tâm lý không biết đỗ hay trượt. Đấy, rồi liên quan đến chúng ta thấy nó hơn 1 tháng thôi, 29 tháng 30 năm mà
thi vòng 2, và chứ chúng ta không có đủ thời gian thì nó rất là khó để các em đạt được cái kết quả tốt. Đấy, thì chia sẻ với các em như vậy. Thì các em thực sự, đặc biệt các bạn ở Vĩnh Phúc nhá, nếu mà muốn học thì các em nhanh chóng đăng ký để kịp thời. Đằng nào xác định cũng phải học thì chúng ta học trước, học phí trước hay sau thì đều thế cả nhá. Thì chúng ta xác định đã học là phải đầu tư, đúng không? Để mới đạt được kết quả. Đấy, các em như thế, các em muốn được có quả ngon, đúng không? Một cái cây trồng được quả ngon hay nuôi một con gì vậy thôi, đều chúng ta phải chăm sóc, phải đầu tư cả. Và bạn Thủy Tiên thì thầy dự kiến là sang tuần đấy, thì đang thống nhất với các bạn để hỏi xem các em sẽ học ngày cuối tuần hay là ngày trong tuần, vì liên quan đến cái em công việc ở trường lớp nữa. Đấy, thì thầy sẽ cập nhật thường xuyên cái thông tin về lớp em Thủy Tiên nhá. Thì hàng ngày em có thể cập nhật trên trang tài liệu, em nháy vào cái folder là thầy Đoàn dạy luật ấy, thì thầy sẽ có cập nhật các thông tin. Hiện tại như lớp ở Sông Lô thì các bạn tập hợp được 30 người rồi, lớp ở Vĩnh Yên thì các bạn tập hợp được 2-3 người rồi, vừa rồi các bạn báo cho thầy. Thì thầy hy vọng là lớp để đạt được, để tổ chức được nó cũng phải 40-50 người. Chia sẻ với các em như vì thầy luôn xây dựng cái chi phí nó hợp lý, ưu đãi nhất cho các em. Đấy, các em có thể so sánh thị trường, người ta một mức thầy đã dạy cho các trung tâm mời thầy, họ thu học phí của các em là phải 350 một ngày. Đấy, tính ra thì là thầy chỉ 200.000 một ngày, và thầy còn có chính sách là các em đăng ký 2-4 bạn thì thầy giảm, ví dụ 4 ngày đấy là chỉ còn 750 thôi, còn nếu các em đăng ký từ 5 bạn trở lên thì chỉ còn 700.000 thôi. Đấy, cũng rất là hiểu các em, để hỗ trợ cho các em. Mà thầy học là 4 ngày, nếu các em xem các video mà thầy dạy cho các bạn Hải Dương thì thầy dạy là tận lực luôn. Đấy, sáng là từ 8 giờ đến 11 giờ hầu như không nghỉ giải nào, chiều là 1:30 đến 5 giờ học thực hành làm đề, và liên tục hack não, luôn vận động, và chúng ta nhớ mà sau khi học xong các bạn đã làm bộ đề và thế là đạt được kết quả rất là tốt. Có những bạn đạt được 56 điểm trên 60 điểm, rất nhiều bạn, và các bạn cảm nhận được là cái giá trị của những lớp học nó mang lại rất là lớn. Đấy, thì các em có thể xem cái video của lớp mà thầy dạy ở lớp ở Hải Dương ấy, gần 100 bạn học đó, thì nó là thực tế. Và như thầy, nếu mà không đạt được kết quả thì rất là khó, đúng không? Đấy, để các bạn đăng ký học. Vâng, bạn Hương Bé em muốn đăng ký trực tiếp, nếu ở Sông Lô thì xa thì em có thể ở Vĩnh Yên nhé, em có thể đăng ký với các bạn mà đã đăng ký học khóa online của thầy thì lại có thầy có chính sách rất đặc biệt. Em đã đăng ký khóa online của thầy rồi, nhưng thầy không nhầm là bạn Hương Bé cũng đã đăng ký khóa online của thầy, thì em sẽ chỉ phải đóng là 400.000 thôi, có nghĩa là bằng 50% đó. Thì thầy luôn tạo điều kiện và cũng luôn là sao tạo cái gì tốt nhất cho các em, đó là như vậy bạn Hương Bé nhé. Thì về cái lớp Vĩnh Yên thì thầy sẽ thông báo lịch học cụ thể và thông báo cho các em. Thì thầy đang thống nhất với một bạn đại diện với Vĩnh Yên, thì các bạn đã tập hợp được 23 bạn rồi. Thế còn các bạn ở Sông Lô thì là 30 bạn. Đó, thì thú thật với em để tổ chức được và cũng tạo cơ hội cho mọi người tham gia. Thì vẫn là thầy về dạy, tiện một công về dạy. Thì số lượng nó đông hơn thì nó cũng tốt hơn. Liên quan cả chi phí ăn ở, đi lại, thuê phòng ốc các thứ cũng rất nhiều vấn đề các em ạ. Đấy, thì thầy từ Hà Nội về đi lại các thứ. Cũng chia sẻ với các em như thế. Vâng. Vâng, thì không đấy thì Hương Bé thì có thể là vâng, em có thể đăng ký trực tiếp ở lớp Vĩnh Yên. Còn thông tin về hai lớp này ở Sông Lô và Vĩnh Yên thì hàng ngày thầy sẽ cập nhật em nhá. Vì dự kiến là sang tuần thầy sẽ về dạy. Với Sông Lô thì đang muốn là vào chủ nhật tới đây, thứ bảy chủ nhật tới, mà đang chờ các bạn tập hợp vì số lượng nó đông đủ hơn thì tổ chức để tiết kiệm một lần thầy đi về. Đó, thì thầy biết mà, thầy nhớ Hương Bé nên thầy bảo với em học online rồi thì em được giảm giá 50% khóa học, em chỉ đóng 400.000 thôi. Đấy, được chưa? Thế còn các bạn mà học chưa học lớp online thì các em phải đóng 800.000 nếu đóng cá nhân. Thế còn các em có thể kêu gọi thêm các bạn đăng ký từ 2 đến 4 bạn thì thầy sẽ giảm giá còn 750 một người. Còn các bạn mà đăng ký từ 5 người trở lên thầy giảm giá còn 700. Còn khi các em học trực tiếp xong 4 ngày, các em vẫn muốn học các khóa online của thầy, như các bạn ở Hải Dương cũng vậy, thì thầy sẽ tạo điều kiện để các em vẫn tiếp tục đăng ký học để chúng ta học đến ngày thi thì thôi, thì thầy sẽ tạo điều kiện các em chỉ phải đóng 200.000 thôi, trong khi các em biết khóa online của thầy là 900.000, đúng không ạ? Đấy, thầy tạo điều kiện cho các em như thế, và để tạo điều kiện các em nhé. Vâng, thầy sẽ giảm giá hết. Vâng, đấy, bạn Sông Lô thì bạn Trần Hoạch nhá, thì thầy sẽ tổng hợp thông tin và báo em thường xuyên cập nhật các thông tin trên trang tài liệu này, đặc biệt em nháy vào folder thầy Đoàn dạy luật thì thầy sẽ thông tin kịp thời hàng ngày về cái lớp của chúng ta em nhá, về thông tin lớp ở Sông Lô, ở Vĩnh Yên. Còn các bạn ở địa phương khác của Vĩnh Phúc, nếu các em có mong muốn thì cũng thông báo cho thầy sớm vì thầy cũng chưa biết hết được, có thể như Bình Xuyên hay một số địa danh nào đó thì các em
có thể đứng ra, được một số đại diện đứng ra nhé, tập hợp. Và dĩ nhiên với những bạn đứng ra thì thầy có những chính sách ưu đãi phù hợp cho các em. Thầy luôn biết làm sao là cái gì công sức em bỏ ra đấy, chia sẻ các em rất chân thành là như thế, đúng không ạ? Đó. Và những bạn học online của thầy rồi thì thầy nói rồi là giảm 50% khi học trực tiếp. Nói khóa học trực tiếp nếu đăng ký một người là 800.000 thì học 4 ngày đấy, thì thầy chỉ lấy là 400.000 thôi, em Quỳnh Phùng nhá. Đấy, thầy luôn hài hòa. Còn khi các bạn mà học trực tiếp mà lại muốn học tiếp online đấy, thì như bạn các bạn Hải Dương vừa rồi ấy, thì thầy chỉ lấy thêm 200.000 nữa thôi để các em vào lớp học online. Trong khi các em biết học lớp online của thầy là 900.000. Chỉ trường hợp em có tập hợp nhóm từ 2 đến 4 bạn thì là đóng 630.000. Thế còn các bạn có 5 người trở lên là 450.000. Đó là thầy cũng luôn tạo điều kiện hết cỡ cho các em nhá. Thì các em thông tin kịp thời. À vâng, hôm nay thì với hôm nay thì em xem buổi livestream này. À vâng, thì em chia sẻ cho các bạn của mình hoặc là vào kênh YouTube thầy Phan Điệp Đoàn của thầy nhá. Thì em Trần Hoạch có đăng ký học online thì em sẽ được giảm giá 50% khóa học, có nghĩa em phải đóng 450.000 thôi. Còn sắp tới em đăng ký trực tiếp thì em thấy là em rất lợi thế nên em chỉ đóng 200.000 thôi. 400.000 thôi, thầy xin lỗi. Vâng, đấy thì đấy em có thể lựa chọn nhá. Thì nó để ưu đãi cho em nhất. Bạn Trần Hoạch đã chưa, em vừa kết hợp học sớm với lớp online này, em chỉ phải đóng 450.000, sắp tới học trực tiếp thì em chỉ đóng 400.000 thôi. Đó thì em có thể lựa chọn làm sao nó phù hợp. Nó sẽ giảm giá rất nhiều, bạn Trần Hoạch nhá. Thì cũng là hỗ trợ tạo điều kiện hết cỡ cho các em, được chưa? Và mới cái chi phí nó đảm bảo, thầy cũng rất là hiểu các em là giáo viên hợp đồng, cũng lương bổng không nhiều cả, nhưng mà thầy cũng liên quan chi phí tổ chức rồi đi lại công sức, chia sẻ với các em như vậy rất chân thành các em nhá. Đó, còn nếu trường hợp bạn nào thực sự khó khăn trong quá trình, các em có thể đề xuất với thầy có thể giảm giá, hoặc là thậm chí khó khăn quá thầy sẽ sẵn miễn phí. Đấy là thầy đã làm với rất nhiều bạn, như các em trung thực thôi, đúng không ạ? Chúng ta thấy là như thế, thầy sẵn sàng hỗ trợ chứ không khó khăn gì cả các em nhá. Đấy, thầy nhắc lại thầy vẫn luôn có những chính sách ở hỗ trợ. Đầu tiên là chính sách các em tập hợp nhóm các bạn để giảm giá học phí, hoặc là các em thực sự gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ốm đau hay cái gì đó bản thân khó khăn thì cứ đề xuất với thầy mức phí bao nhiêu cũng được, 5-10.000 cũng được. Chúng ta đóng đấy thì ra nó thể hiện trách nhiệm của thôi. Chúng ta mất tiền chúng ta sót, chúng ta phải học, nó có áp lực. Còn chúng ta thường là học miễn phí là chúng ta cảm thấy cái gì miễn phí mà nó bị chủ quan. Mà chúng ta biết rồi, ở đời thì không có bữa trưa miễn phí. Miễn phí chúng ta ăn chúng ta thấy nó không thể ngon được, đúng không ạ? Cái gì nó tương đương giá trị đấy, các cụ nói là tiền nào của đấy. Các em lên mạng tìm những cái tài liệu gọi là miễn phí thì chúng ta không biết được là cái giá trị thật của nó, kiến thức hàm lượng đấy. Ai có ai phải chịu trách nhiệm đâu. Còn đây thầy đã nhận tiền của các em, nói vui là ăn tiền của em thì thầy phải có trách nhiệm, đúng không ạ? Đấy, cái tính trách nhiệm trong cuộc sống. Các em đi dạy cũng vậy thôi, khi chúng ta có nhận kèm dạy thêm ai thì chúng ta cũng sẽ được một khoản chi phí, nó là sức chi phí, sức lao động của mình, thì mình sẽ phải có trách nhiệm, đúng không? Nó thôi thúc mình, đấy là như vậy. Đấy là chia sẻ chân thành. Còn trường hợp các bạn mà khó khăn thực sự thì cứ đề xuất với thầy em nhá. Có thể mức phí nào cũng được, hoặc là thậm chí là miễn phí, thầy sẵn sàng. Đấy là chia sẻ chân thành với các em như thế. Đó, để hỗ trợ các em những kiến thức thật để chúng ta thi để đỗ. Xác định đi thi là chúng ta phải đỗ, đúng không ạ? Đi thi chúng ta phải có kiến thức. Đấy, chứ không phải đi thi là thi cũng được, không thi cũng được, đúng không? Thế thì không phải. Đấy, chúng ta thấy như thế chúng ta chưa yêu nghề. Có một người giáo viên tận tâm yêu nghề thì chúng ta đây một cơ hội chúng ta thấy, đúng không? Rất là tốt, chúng ta thấy rồi. Đấy, trong công văn nói rất rõ, chúng ta khi chúng ta trúng tuyển căn cứ vào kết quả chúng ta thấy là sẽ là gì, sẽ ký hợp đồng. Đầu tiên là xác định thời hạn, rồi sau đó thì chúng ta ký hợp đồng không xác định thời hạn. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta được tuyển dụng trước ngày 1/7/2020, chúng ta được cơ hội sau khi thực hiện xong hợp đồng xác định thời hạn, chúng ta được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn. Có nghĩa chúng ta không vi phạm gì thì chúng ta sẽ thực hiện hợp đồng đó đến khi mà nghỉ hưu. Đấy, chúng ta thấy là như vậy. Thế còn sau với các kỳ thi sau ngày 1/7/2020 thì chúng ta chỉ còn thực hiện một loại hợp đồng thôi. Đó là hợp đồng gì? Xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Họ đẩy lên thời gian, và hiện tại thì hợp đồng xác định thời hạn của chúng ta là từ 12 tháng đến 36 tháng. Đấy thì các em phải nắm được các cái thông tin khóa học. Và bạn Tào Hằng đăng ký khóa học thì em có thể đăng ký nhắn. Đấy, em có thể lựa chọn hình thức đăng ký trực tiếp hoặc là đăng ký lớp học trực tiếp. Hiện tại thầy có hai đầu mối các bạn tổ chức ở Sông Lô. Thầy đang mong muốn là vì các bạn có 30 người rồi thì thêm mấy chục bạn nữa thì thầy sẽ tổ chức vào thứ bảy chủ nhật này. Còn nữa với các cái bạn ở Vĩnh Yên thì hiện tại mới có 23 bạn rồi, chia sẻ với cập nhật với các em như thế để chúng ta nắm bắt được nhá. Thì thầy cũng muốn về để hỗ trợ cho các em kịp thời. Còn thôi, thời gian nó vậy thôi, thấy đi trôi ra rất nhanh. Đấy, hôm nay đã là 2 tháng 3 rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta làm sao tận dụng cái thời gian trôi đi thì chúng ta không lấy lại được đâu, đúng không? Tiền bạc mất thì chúng ta lấy lại được, nhưng các em thấy một cái quý giá nhất là gì? Thời gian đã trôi đi thì không bao giờ lấy lại được,
chỉ mỗi cách là gọi điện cho Doraemon mượn cái cỗ máy thời gian để quay lại, nhưng mà điều đấy là không tưởng. Đấy, thầy chỉ muốn là chúng ta tận dụng những cái thời gian này. Đấy, đặc biệt có thể trong tình hình dịch bệnh thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của các em, ngoài dạy các thứ, mà nó là cơ hội để chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để học tập các em nhé. Như thầy nhắc lại, chúng ta đã đi thi thì phải có kiến thức, đấy, kiến thức thật và phải hiểu biết thật sự. Đó thì thầy với người hiểu biết đã giảng dạy nhiều năm và các bạn đã tham gia học và đạt kết quả, thì thầy cũng muốn truyền đạt những gì tốt nhất để các em có thể xem các video thầy giảng dạy, các bài giảng mẫu mà thầy đã up lên trên kênh YouTube thầy Phan Điệu Đoàn của thầy ấy, thì các em có thể tham gia và các em thấy được, các em đăng ký kênh xem các video bài giảng về viên chức của thầy, về viên chức giáo dục, viên chức y tế và công chức. Đấy, thì các em thấy được cái năng lượng thầy giảng dạy hay là kiến thức thầy truyền đạt, cái cách phương pháp để giúp các em ghi nhớ, nhớ lâu đúng không, và nhớ đến ngấm thấm như đấy, thì các em có thể cảm nhận được đúng không? Chúng ta đều là giáo viên mà, chúng ta có thể cảm nhận được điều đó. Vâng, nếu bạn Tạ Hằng ở gần Vĩnh Yên thì em có thể sẽ lựa chọn lớp đang học, đăng ký học trực tiếp Vĩnh Yên. Còn thời gian cụ thể thì thầy sẽ thống nhất với bạn đầu mối ở đó và thầy sẽ cập nhật thường xuyên cho các em nhá. Thì chúng ta thầy sẽ cập nhật thường xuyên cho các em các thông tin để các em nắm bắt được, để chúng ta không bỏ lỡ cái dịp mà thầy về. Thực sự là rất là nhiều bạn ở các địa phương mời thầy, mời thầy sắp xếp để cho nó phù hợp, để chỗ trung tâm mà nó phù hợp với các em đi lại. Đó thì thầy cũng chia sẻ với các em như vậy, thì mong muốn các em nắm bắt được nhá. Để kiến vì cái thời gian chúng ta cũng không còn nhiều đâu. Đấy, nó thời gian nó trôi nhanh lắm, các em nên tận dụng nó. Và các em thầy khuyên chân thành là chúng ta lên học trước đi để chúng ta học ổn được vòng 1, đúng không ạ? Thì vòng 2 cái thời gian nó sau khi thi xong vòng 1 còn hơn 1 tháng để dồn được tâm lực tốt cho vòng 2. Thế còn đến gần vòng thi vòng 1 mà chúng ta kiến thức vòng 1 nó vẫn chưa đâu vào đâu cả, thì rất là khó mà chúng ta không qua được vòng 1 thì chúng ta không có cơ hội vào vòng 2. Đấy là chúng ta thấy rất là rõ. Và đặc biệt với môn kiến thức chung thì chúng ta thấy rồi, với tin học và tiếng Anh thì là điều kiện thôi, nhưng mà với phần kiến thức chung sau này khi mà các em vào vòng 2 ấy, mà trong trường hợp hai bạn bằng nhau thì người ta xem xét cái điều kiện về cái điểm của phần kiến thức chung. Nếu các em cao hơn là các em được vào. Đấy là cũng là các em phải cố gắng cái phần kiến thức chung các em nhá. Điểm cao hơn là một lợi thế. Đấy, chứ không phải đi thi để cho qua 30 câu đâu. Chúng ta đừng nghĩ như thế. Và như thế là rất là rủi ro, đúng không? Không thể nói trước điều gì cả. Đấy, chúng ta phải cố gắng hết sức. Đừng theo dạng là tài thì dễ tử. Đấy, chúng ta thấy như thầy nói cái này, các em hoàn toàn có thể tự học. Nếu các em có phương pháp hoặc là với một cái nhận thức tốt về văn bản pháp luật hay là về hiểu cấu trúc đề thi thì em có thể tự học. Thầy cũng không phải ép buộc gì cả, nhưng mà đấy là nếu các em muốn mà trong quá trình học cần một người thầy đồng hành, hướng dẫn kịp thời, động viên khích lệ cho em, đúng không? Học chúng ta có nhóm, có bạn cùng một lớp đấy, và trong cái lớp đấy các bạn chia sẻ nhau rất là nhiều từ các cái tài liệu. Chúng ta thành một lớp mà một cộng đồng giống một gia đình ấy, chia sẻ các tài liệu như thầy, các lớp thầy đang dạy ở Hải Dương, ở Hà Nội này. Hà Nội thì có cả viên chức giáo dục, viên chức y tế, rồi Vĩnh Phúc của chúng ta. Đấy, các bạn chia sẻ với nhau, chúng ta tạo một cái nhóm đấy, chia sẻ những kiến thức, các tài liệu như tiếng Anh, tin học hoặc là các cái chuyên môn về vòng 2. Nó hữu ích rất nhiều. Đấy, chúng ta thấy là cái này nó tạo sự kết nối với nhau, mang lại giá trị rất nhiều, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chỉ thu mình trong một cái căn nhà thôi, đúng không, thì chúng ta thấy là gì, chúng ta sẽ chỉ biết những cái thứ trong nhà. Còn chúng ta đi ra ngoài kết nối bạn bè nhiều hơn, đặc biệt trong ngành của chúng ta, đặc biệt là chuyên môn của chúng ta, thì chúng ta biết rất nhiều. Đấy, nó mở mang rất nhiều. Thầy thì đang dự định thì các bạn đang tổ chức, nếu khu ở chỗ thuê thì các bạn sẽ chủ động địa điểm, nhưng mà dự kiến ở chỗ trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện em nhá. Đấy, ở chỗ Vĩnh Yên cũng vậy, và cũng như là Sông Lô, và Vĩnh Yên thì chắc là thành phố, đúng không ạ? Thành phố Vĩnh Yên đó, thì như vậy Sông Lô thì đang dự kiến là ở trung tâm giáo thường xuyên em nhé. Còn thời gian địa điểm chính xác thì thầy sẽ khi mà thống nhất được danh sách với các bạn địa điểm dạy thì thầy sẽ up lên trang tài liệu. Vì vậy từ giờ đến trong tuần này các em nên cập nhật thường xuyên, các em vào trang tài liệu, các em nháy vào chữ folder là thầy Đoàn dạy luật, thầy sẽ update các thông tin về khoa học, thông tin kịp thời về hai lớp ở Vĩnh Phúc, lớp ở Sông Lô và Vĩnh Yên các em nhé, bạn Hằng Nga nhé, để chúng ta sẽ có những cái thông tin kịp thời nhất để không bỏ lỡ cái dịp học mà thầy về dạy trực tiếp cho các em, hướng dẫn trực tiếp chúng ta học trên văn bản, học các từ khóa, nhớ các cái mẹo để ghi nhớ, rồi chúng ta thực hành các cái bộ đề. Đấy, trực tiếp chúng ta biết là xem cái bộ đề nó như thế nào, đúng không? Bộ đề trắc nghiệm môn luật nó như thế nào. Còn em có thể là cũng có thể tìm như thầy nói, em hoàn toàn tìm trên mạng, nhưng mà thực ra trên mạng đấy là nó là miễn phí, nên thực ra họ không có trách nhiệm về cái bộ đề đó. Nó rất nhiều đáp án sai, nhưng mà chúng ta không không rõ mà không biết giải thích lý giải như thế nào.
đúng không ạ? Đấy, thực ra họ thậm chí là những trang web trắc nghiệm vậy thôi. Thì đấy, họ những người đấy đa số là những người không phải là dạy luật hay là hiểu luật đấy, thì họ chỉ là copy paste đơn thuần thôi. Mà đi thi chúng ta biết là để nó là thi mà, thì phải nó có xây dựng, em làm bộ đề thi các nước ở trường phổ thông em biết rồi, thì nó phải phân hạng ra có độ khó từng câu, đúng không? Đấy, từ giờ chúng ta đạt được ngưỡng để phân loại, đây là cái thi loại cơ mà. Đấy, thì chúng ta thấy là tế chia sẻ với các em như thế. À vâng, chia sẻ bằng Nga, nếu các bạn đã học khóa online của thầy rồi thì thầy rất ưu đãi rất đặc biệt. Thì các em khóa học của thầy là 4 ngày là 800.000, thì các em với các bạn đã học online lớp của thầy rồi thì các em chỉ đóng 400.000 thôi, nghĩa là giảm 50% khóa học bạn hàng Nga nhé. Đấy, thì thầy luôn có chính sách làm sao nó phù hợp nhất với các bạn đã đăng ký khóa học online của thầy. Đấy, thì tạo điều kiện hết cỡ cho các em để chúng ta tham dự khóa học, để chúng ta có những kiến thức. Chúng ta thấy với những văn bản này bằng tiếng Việt thật, chúng ta thấy là hôm nay chúng ta động vào là ngày mà thì là hiểu ra một số vấn đề, nhưng ngày mai không động mà chúng ta không có những bí kíp, không bí quyết cách nhớ ghi nhớ hay là quy tắc ở trong đó, đúng không, thì chúng ta rất là khó nhớ và chúng ta thấy cái gì nó giống giống nhau đấy, nhưng họ chỉ thay đổi đi thi thì nó chỉ đổi một số từ một số vị trí thôi là chúng ta không làm được đấy, thì chúng ta sẽ bị loại đấy. Thì cái này nó chia sẻ rất là chân thành các bạn mà sau khi mà không học khóa học của thầy đấy, sau đó thì nhắn tin chia sẻ và giá như thời đó em mạnh dạn đăng ký thì bây giờ em đỗ rồi. Đỗ vòng 1 thì rất là đau, chúng ta thấy mà trượt vòng 2 thì nó không có vấn đề gì, đúng không? Nhưng mà vòng 1 mà chúng ta chủ quan, trong khi đã có người mà biết và hướng dẫn cho các em, đúng không? Thì chúng ta lên cố gắng, như thầy nói cái gì nó cũng phải có sự đầu tư, đúng không? Chúng ta muốn kết quả tốt thì nhắc lại, đúng không? Cái gì phải đầu tư cả, đúng không? Thì mới đạt được kết quả. Còn cái gì chúng ta muốn kết quả tốt mà chúng ta không sự đầu tư thì rất là khó. Đấy, còn như thầy nói với các bạn mà hoàn cảnh khó khăn thật sự thì cứ nhắn tin cho thầy riêng để tránh dĩ nhiên là cái sự nhạy cảm và tinh tế, đúng không? Thì nhắn riêng đấy, Facebook của thầy đây rồi, em nhắn riêng đề xuất em mà em chỉ đóng được mấy chục nghìn không sao cả, thầy vô tư, thậm chí là khó khăn quá, đúng không? Thầy vẫn làm miễn phí đấy, thầy đã làm cho các lớp mà thầy đã dạy trong thời gian vừa qua. Vâng, cảm ơn lời động viên của bạn Hằng Nga đó, định chia sẻ rất chân thành thôi, vì thầy cũng là một người thầy, cũng là giáo viên như các em cả, cũng hiểu hoàn cảnh của các em. Thầy cũng đi lên từ vùng quê, quê thầy quê Hà Nam, quê Chí Phèo, quê rất nghèo. Đấy, vừa rồi các bạn đã thi đỗ ở các địa phương Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, quê thầy và Hòa Bình cũng đã về quê thầy chơi, đúng không ạ? Đấy, các bạn đỗ và về quê thầy thưởng thức cá kho, rồi chuối ngự, rồi xuống viếng mộ nhà văn Nam Cao, đấy, người con ưu tú của đất Hà Nam, rồi cũng vào nhà Ba Kiến. Thầy rất mong các em học ở Vĩnh Phúc này, sau này đỗ thì thầy trân trọng là mời các em về quê thầy chơi. Chúng ta đi xuống gọi là như là đi du lịch, đúng không ạ? Chúng ta biết một vùng quê mới, trải nghiệm mới. Và vừa rồi thầy dạy về lớp trực tiếp ở Hải Dương cũng vậy, các bạn rất là quyết tâm phải đỗ để được về quê thầy. Đấy, có thể đấy nó cũng là một cái động lực để chúng ta cố gắng các em nhá. Chúng ta làm cái gì cũng phải quyết tâm. Đấy. Chúng ta không quyết tâm rất là khó, gọi là tinh thần Nguyễn Thị quyết tâm. Thế còn chúng ta làm cái gì nó nửa vời, làm cái gì nó cũng chẳng đâu vào đâu cả thì kết quả nó là nửa vời thôi, đúng không? Chúng ta cứ nỗ lực hết đi, cố gắng hết đi để sau này không hối tiếc. Không phải nói câu giá như giá mà, giá như ngồi đấy nghe thầy đoàn xui dại, chúng ta cố gắng một tí thì chúng ta sẽ tốt. Đấy, thì thầy chỉ mong muốn chúng ta thấy, thầy cũng đã trải qua rất là nhiều kỳ thi, thầy rất là hiểu những áp lực. Chúng ta cần phải có những người thầy hay những người bạn ta bên cạnh cổ vũ động viên nhau và chúng ta tạo thành một cái nhóm học để giúp nhau phát triển. Đấy là cái quan trọng. Đấy, như nhà viết kịch chúng ta biết rất nổi tiếng, đó là Lưu Quang Vũ. Đấy, ông nói rất hay, ở đời thì khen ai cũng rất là dễ, chê ai cũng dễ. Chúng ta động viên, tạo động lực cho nhau, giúp nhau phát triển mới là khó. Đấy, thì thầy cũng muốn giống như một người thầy, một người bạn, người anh của các em làm sao để động viên chúng ta cùng giúp nhau với phần kiến thức thầy có, kinh nghiệm của thầy để giúp các em làm sao thi tốt trong kỳ thi tới. Đấy là chia sẻ rất chân thành. Nếu các em mong muốn học các khóa học online của thầy cũng như các khóa học trực tiếp, thầy sẽ về tận nơi để hướng dẫn cho các em một cách tận tình nhất, đúng không ạ? Máu lửa nhất có thể, đúng không? Thì những cái đó thì em có thể tham khảo trên các video bài giảng của thầy mà thầy đã up lên trên kênh YouTube thầy Phan Điệp Đoàn của thầy, thì các em hoàn toàn có thể vào đó lắng nghe và em có thể cảm nhận được và đánh giá được và để quyết định xem em có học hay không, đúng không ạ? Đấy, thì như vậy, thì chia sẻ với các em như vậy. Thì các em có câu hỏi gì thêm nữa không ạ? Vâng, đó thì thầy chỉ muốn là chia sẻ những gì mà thầy đã trải qua các kỳ thi, đúng không ạ? Và với những kiến thức của mình thì muốn giúp đỡ các em như vậy. Đấy, để chúng ta thành công, đỗ đạt được. Đấy, chúng ta thấy, và chúng ta đỗ đạt được thì chúng ta phải nỗ lực. Các em biết rồi, trên con đường thành công thì không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy như thế, chúng ta phải thức ngày, thức đêm, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, đúng không? Thì nên thấy khi thành công, chúng ta mới cảm nhận được nó giá trị của nó. Không có gì thành công nào đến dễ dàng.
nếu giả sử nó đến dễ thì nó cũng dễ đi em nhé, em thử biết rồi đúng không? Chúng ta phải thấy như vậy, và chúng ta những giáo viên, những tri thức chúng ta biết rồi thì chúng ta phải thấy sự cố gắng. Như Bác Hồ nói gì, gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Con người ở đời cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Đấy, nửa thử vàng, gian nan thử sức. Đấy, những khó khăn trước mắt này nó sẽ giúp chúng ta động lực vươn lên. Có áp lực thì mới có kim cương được. Đấy, các em phải cố gắng lên, cày ngày cày đêm lên. Đấy, thầy đã người đồng hành để giúp em cày rồi, đúng không? Bây giờ thì mùa đông cũng đã chuẩn bị qua rồi. Đấy, chúng ta thấy thì chắc là cái áp lực mới dậy sớm thì không có vấn đề gì nữa. Cái chăn nó cũng không quyến rũ được nữa, đúng không? Thì các em hoàn toàn có thể dậy từ đầu tiên thì có thể không dậy được 3 rưỡi 4 giờ, thì chúng ta có thể dậy 5 giờ 5 rưỡi dần để thay đổi dần cái đồng hồ sinh học cơ thể của chúng ta. Rồi 4 rưỡi 4 giờ chúng ta dậy vào những buổi sáng, học nó rất là hiệu quả các em ạ. Đấy là chia sẻ các em làm việc rất là hiệu quả. Đấy thì cũng chia sẻ để các em biết được nhá. Chúng ta cố gắng biết chúng ta đi đâu, đúng không? Biết chúng ta làm như thế nào, học như thế nào, đúng không? Biết như thầy dạy thì sẽ chỉ em biết là dạng bồ đề nó như thế nào để chúng ta biết định hình được dạng thức đề và cách ghi nhớ các cái kiểu câu như này, thì giúp em học nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian hơn để dành thời gian tâm sức cho vòng 2 nữa. Đấy thì chúng ta thấy mà điều kiện được thì chúng ta phải vượt qua nó, vòng 1 thì chúng ta mới tiến được vòng 2. Thế còn vòng 1 chúng ta chưa qua được thì đừng bao giờ nói câu chuyện vòng 2. Đó thì hôm nay về một buổi rất là chia sẻ với tất cả các em trên trang tài liệu thi viên chức giáo dục, đặc biệt là các bạn thi viên chức ở Vĩnh Phúc trong đợt tới. Đó thì chia sẻ với các em như thế nhá. Thì các em có mong muốn nguyện vọng học các khóa học online của thầy hoặc là các khóa trực tiếp mà sắp tới thầy về dạy ở Sông Lô cũng như ở Vĩnh Yên, hoặc là các bạn ở địa phương khác, huyện khác mà có mong muốn đăng ký số lượng đủ từ 30 đến 50 thầy sẽ về nhá, trực tiếp giảng dạy cho các em, hỗ trợ các em, đồng hành với các em. Các em có câu hỏi gì thêm dành cho thầy không ạ? Nếu không thì thầy xin phép kết thúc buổi trao đổi với các em ở đây. Đặc biệt là buổi trao đổi này dành riêng cho các bạn Vĩnh Phúc. Và thì còn thì chút nữa là 9:30 thầy có buổi dạy với các bạn ở Hải Dương. Và thì các em có câu hỏi gì đặt thêm liên quan thông tin kỳ thi ở Vĩnh Phúc, đúng không ạ? Hoặc là liên quan đến việc đăng ký các khóa học online hoặc là trực tiếp ôn thi viên chức phần kiến thức chung các em nhá. Thế còn phần tiếng Anh tín học thì khi em đăng ký thì thầy sẽ hỗ trợ các bộ đề tham khảo cho các em để hỗ trợ các em có những kiến thức về tin học và ngoại ngữ, thì để hỗ trợ các em tất cả những cái gì mà thầy biết được để giúp cho các em hoàn thành tốt trong kỳ thi viên chức tới để đạt được kết quả. Và các em có câu hỏi gì thêm không ạ? Và nếu không thì thầy xin phép kết thúc buổi trao đổi liên quan cái thông tin về kỳ thi cũng như đăng ký, hướng dẫn đăng ký các khóa học online và đăng ký trực tiếp dành cho các bạn ôn thi viên chức giáo dục ở Vĩnh Phúc. Và các em có câu hỏi gì không ạ? Nếu không thì thầy xin phép kết thúc buổi trao đổi ở đây. Các em có câu hỏi gì thêm thì các em có thể hoàn toàn nhắn tin vào cái video này, hoặc là các em có thể gửi tin nhắn đăng ký khóa học vào ở Facebook Điều Đoàn Fan mà thầy đang trao đổi trên trang tài liệu này, hoặc là các em có thể vào kênh YouTube thầy Phan Điệp Đoàn của thầy, trên đó rất nhiều các video bài giảng mẫu hướng dẫn về ôn thi viên chức giáo dục cũng như viên chức y tế và ôn thi công chức, các em có thể tham khảo và sau đó quyết định đăng ký học online hoặc là trực tiếp hay không các em nhá. Đó thì các em đặc biệt hôm nay các em đăng ký thì thầy dành ưu đãi với các bạn tham gia buổi live stream, share buổi live stream, và thì các em được giảm 50% khóa học, các em chỉ đóng 450.000 thôi. Vâng, đấy bạn Hằng Nga đấy, thì có thể giúp thầy làm đầu mối nhá, thì tập hợp các bạn với những bạn mà tập hợp và số lượng các bạn đăng ký thì thầy có những chính sách giảm giá riêng cho các em. Đấy thì cũng gọi là hỗ trợ cái công sức của em bỏ ra. Và bạn Nguyễn Thắng có câu hỏi gì thì em có thể đặt câu hỏi cho thầy. Thầy sẽ còn một ít phút nữa để hỗ trợ em. Vì 9:30 là thầy vào lớp dạy các bạn ôn thi viên chức ở Hải Dương, lớp online. Và xin mời bạn Nguyễn Thắng có câu hỏi gì thì em có thể nhắn trực tiếp cho thầy. Nếu còn em chưa kịp nhắn đủ các thông tin ấy, thì em có thể nhắn vào video, sau đó thì video thầy đang trao đổi, sau đó thầy sẽ trả lời sau, hoặc là em có thể inbox trực tiếp vào Facebook của thầy đang trao đổi với em nhé, để hỗ trợ giải đáp cho em kịp thời những băn khoăn liên quan đến kỳ thi viên chức, đúng không ạ? Rồi liên quan đến sau này chúng ta ký hợp đồng thế nào, rồi chế độ tập sự, đúng không ạ? Về tiền lương, các cái vấn đề liên quan đến các toàn quản toàn bộ liên quan đến pháp luật viên chức, thầy sẵn sàng hỗ trợ cho các em nhá. Vào đấy thì chúng ta chỗ Tạ Hằng, chỗ đấy đầu mối chỗ các bạn đó, thì chỗ Hằng Nga nhá, Hằng Nga giúp thầy để các em tập hợp được nhanh, đông số các bạn thì thầy sẽ về sớm. Vì thú thật như thầy nhắc lại, nó liên quan chi phí tổ chức, thực sự nếu ít quá thì sự rất là khó cho thầy, thực ra và cũng khó cho các em, thầy không dám lấy cao quá, thực sự thầy rất hiểu hoàn cảnh kinh tế của các em, mà số lượng ít quá thì thật chi phí đi lại thứ mà cái nó không đảm bảo. Một chuyến đi mà tiện một lần thầy về mà các em
thì cũng học trên một cơ sở như thế thôi, cũng nội dung thầy dạy như vậy, đúng không ạ? Đó thì các em được hỗ trợ, và bạn Huy Chi học trực tiếp xem bài viết được giảm giá. Vâng, thì bài viết em có thể đăng ký, sau đó em tập hợp của bạn Huy Chi nhá, tập hợp các bạn thì thầy sẽ có chính sách riêng cho em, đấy là chia sẻ. Vâng, đấy là cái gì mà mang hơi ấy một chút thì bạn Nguyễn Thắng có thể inbox riêng cho thầy cũng được nhá. Thì dù mang tính về câu hỏi của cá nhân thì cũng nó không phải là câu hỏi chung, thì có thể em inbox riêng, rồi sau đó thì khi mà kết thúc buổi live stream dạy lớp ôn thi viên chức Hải Dương xong khoảng hơn 11 giờ, thầy sẽ trả lời chi tiết cho em cứ nhắn vào Facebook của thầy, được không ạ? Thì có lẽ xin phép là thầy kết thúc buổi trao đổi tối nay ở đây, dành riêng cho các bạn Vĩnh Phúc thông tin về kỳ thi, chúng ta biết được cái chỉ tiêu, các em biết rồi đúng không, rồi việc xét tuyển thi tuyển như thế nào, rồi liên quan việc quy đổi tiếng Anh, tiếng chứng chỉ tiếng Anh tin học, chúng ta cũng biết được hình thức nếu các em mong muốn đăng ký khóa học online của thầy, rồi liên quan các khóa học trực tiếp của thầy tại Sông Lô và Vĩnh Yên sắp tới, hoặc là một địa phương, một huyện nào đó mà các em tập hợp được số lượng đông thì thầy sẽ về, như thầy nhắc lại là nên số lượng đông để thầy tiện một lần về hướng dẫn cho các em cũng không phải chờ đợi nhiều quá, đúng không, và cũng đảm bảo chi phí thầy đi lại để tổ chức. Chúng ta quan điểm là chúng ta cả hai đều là gì, win win và happy. Win các em thì được kiến thức, đúng không ạ, rồi một lần thầy đi về cũng happy, chúng ta đều thu lượng để vui vẻ cả. Đấy là chia sẻ với em một cách chân thành như thế. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn các em đã dành thời gian lắng nghe và rất là ủng hộ thầy trong thời gian vừa qua, thì rất mong các em tiếp tục ủng hộ thầy bằng việc chúng ta có thể là thầy có kênh YouTube thầy Thanh Đoàn Đoàn, các em có thể vào đó đăng ký kênh, chia sẻ kênh, hoặc là các em thấy các video của thầy hữu ích các em có thể like, đúng không ạ, share cho bạn bè của mình để lắng nghe các cái bài giảng mẫu, để chúng ta biết được cái cách thức ôn thi, học các cái phần kiến thức chung các em nhé. Vâng, thì một lần nữa xin được cảm ơn các em, thân ái chào các em. Vâng, xin chào các em.